Xin mời quý vị khán giả cùng đến với phần điểm tin thời sự chiều. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lễ ra mắt Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa. Với số vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, việc thành lập quỹ đã thể hiện quyết tâm của Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc huy động các nguồn lực thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, tạo động lực phát triển kinh tế đất nước. Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đây sẽ là tổ chức chuyên thực hiện chức năng hỗ trợ đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nhu cầu về vốn để thực hiện các dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi. Với việc ký kết thỏa thuận hợp tác cùng các ngân hàng thương mại nhận ủy thác từ năm 2016, quỹ ủy thác cho các ngân hàng thương mại cho vay đối tượng hỗ trợ của quỹ với mức lãi suất ưu đãi là 5,5% cho khoản vay ngắn hạn và 7% đối với khoản vay chung và dài hạn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo người dân các tỉnh miền Trung tuyệt đối không ăn cá chết, đồng thời cơ quan chức năng cần hướng dẫn người dân nhận biết sản phẩm cá an toàn để yên tâm sử dụng. Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục cử một đoàn công tác vào làm việc với lãnh đạo, ngành chức năng của các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Lãnh đạo Bộ cho biết đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh về việc xử lý cá chết trên địa bàn, trong đó đề nghị tỉnh huy động lực lượng thu gom và tiêu hủy toàn bộ cá chết để tránh ô nhiễm môi trường. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hiện toàn thành phố có hơn 6.000 ca sốt xuất huyết nhập viện, tăng 88% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 3 năm nay thì số ca sốt xuất huyết trung bình là 250 ca một tuần, một bệnh nhân đã tử vong. Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh nhận định nguyên nhân khiến bệnh nhân nhập viện cao hơn so với năm ngoái đó là do đỉnh dịch sốt xuất huyết năm 2015 đến trễ. Bệnh sốt xuất huyết đang vào giai đoạn cuối mùa dịch, đã ghi nhận một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết vào tháng 2 năm nay tại huyện Hóc Môn. Trước tình trạng một số học sinh khu vực miền núi tỉnh Phú Yên nghỉ học giữa chừng do ảnh hưởng thời tiết nắng nóng, ngành giáo dục địa phương đã chỉ đạo các trường học có biện pháp hỗ trợ học sinh vùng này đến lớp. Cùng với việc theo dõi, nắm số lượng học sinh thường xuyên nghỉ học để có biện pháp giúp đỡ, thì các trường học ở khu vực miền núi đã vận động các em mang theo cơm trưa đến trường đối với các trường học hai buổi một ngày. Ngoài ra thì giáo viên các trường đến thăm hỗ trợ thuốc men cho những trường hợp mắc bệnh do ảnh hưởng thời tiết, đồng thời động viên các em tiếp tục trở lại lớp sau khi sức khỏe ổn định. Riêng những học sinh nghỉ học do phụ giúp gia đình thu hoạch nông sản, nhà trường đã tiến hành phân công giáo viên và học sinh đến nhà giúp công lao động để các em có thể nhanh chóng trở lại lớp. Chuyển sang phần tin tức quốc tế, chính phủ Venezuela vừa ra lệnh cắt điện trong cả nước 4 giờ mỗi ngày nhằm tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh hạn hán đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất điện của các nhà máy thủy điện tại nước này. Theo đó, kể từ ngày 25 tháng 4, Venezuela sẽ tiến hành cắt điện luân phiên 4 giờ mỗi ngày tại nhiều khu dân cư trên khắp cả nước để tiết kiệm điện. Thời gian cắt điện được thực thi theo khung giờ khác nhau. Trước đó, Tổng thống Nicolas Maduro đã công bố một loạt các biện pháp giảm tiêu thụ điện nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng điện do thiếu điện. Nhu cầu thiếu điện nhu cho người lao động nghỉ ngày thứ 6 và thay đổi múi giờ. Nhân dịp nghỉ lễ mùa xuân thì hôm nay một nhóm nghị sĩ Nhật Bản đã đến thăm đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo. Động thái này được cho là có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Nhật Bản với hai nước láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc. Chuyến thăm này được thực hiện một ngày sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi đồ lễ tới ngôi đền trên nhân dịp lễ hội mùa xuân thường niên và diễn ra trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. Việc Thủ tướng Abe năm nay không đích thân mang đồ lễ đến đền được cho là nhằm tránh gây căng thẳng. Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày hôm qua đã đến thủ đô London, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Anh. Một trong những trọng tâm chính trong chuyến thăm này của Tổng thống Obama là cố gắng thuyết phục cử tri Anh không lựa chọn rời khỏi Liên minh châu Âu trong cuộc trưng cầu dân ý diễn ra vào ngày 23 tháng 6 tới. Chính phủ Mỹ cũng như nhiều ngân hàng và công ty tại Mỹ lo sợ sự ra đi của Anh khỏi EU sẽ tạo ra sự rối loạn thị trường, làm giảm ảnh hưởng của Anh, suy yếu vị thế London vốn là thủ đô tài chính toàn cầu. Các cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy, cử tri Anh đang nghiêng về phía ở lại EU trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 tháng 6 tới. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều cử tri chưa thể đưa ra quyết định. Phần điểm tin chiều xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.